mến chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Home Auto xe đẹp dành cho thử thách. Và trước mắt quý anh chị đây chiếc xe siêu đẹp luôn nha quý anh chị, Toyota Vios bản E số tự động đời 2020, xe đi được 13.000 cây, xe gia đình một chủ mua mới từ đầu và 5 vỏ rim theo xe luôn nha quý anh chị. Em sẽ đi một vòng xung quanh xe mình xem cái nước sơn rồi sau đó đi vào chi tiết ha, xe gia đình nhé. Đây quý anh chị xem nè. Chiếc Toyota Vios bản E số tự động màu trắng rất là đẹp nha quý anh chị. Xe tại nhà em luôn nha. Nhà em mình có thể lên định vị sợt gõ Home Auto, hoặc là tại vì cái số nhà của nhà em á là số nhà từ trước tới giờ á, có thể là mình sợt thì sẽ không có ra đâu. Em thì ở gần số 80 Phạm Văn Sáng, Xuân Thế Thượng 4 Hóc Môn nha. Quý anh chị trước khi alo trước khi tới nhà em có thể alo em trước nha, để em gửi định vị cho mình dễ đi nha quý anh chị. 5 vỏ rin theo xe nè và sơ cua chưa xài nha. Đây 13.000 cây nào quý anh chị. Xe đi được có 13.000 cây à, rất là đẹp luôn. Bên em có trao đổi thu mua tất cả các dòng xe, xe đẹp đi ít bên em hỗ trợ mua với cái giá khá là tốt nha. Biển số Sài Gòn, một chủ mua mới từ đầu. Rồi em đi vào keo chỉ 4 cửa cốt cabo ha. Xe có trang bị cách âm nào quý anh chị, rất là êm. Cách âm toàn xe ha. Còn đồ chơi là khá là nhiều luôn nha quý anh chị. Nào quý anh chị xem, 13.000 cây, mở cửa ra vẫn còn thơm cái mùi của mới á quý anh chị. Tuy là đi được 13.000 cây rồi. Quý anh chị xem nè, các phím bấm nè, y như mới. Quý anh chị xem cái vô lăng nè, 13.000 cây, 13.000 cây nha quý anh chị. Từ 2020 tới nay chạy có 13.000 cây à. Mình xem cũ số nè, cái thắng nè. Có màn hình 9 inch nè, camera hành trình, camera gear, 13.000 cây nè quý anh chị. Xe rất là đẹp ha. Bản E số tự động nha quý anh chị. Trần còn trần zin nha. Quý anh chị có xe cần bán mà xe gia đình, xe đẹp á, quý anh chị muốn bán được giá hoặc là có người thân bạn bè thì đừng quên alo em nha. Bên em có thu mua xe, xe đẹp thì bên em hỗ trợ mua với cái giá khá là tốt nha. Đây là tại nhà em luôn nha quý anh chị. Mình xem xe thì alo em với à. Có camera dê ha, vỏ sơ cua nè quý anh chị. Vỏ sơ cua nè, chưa sử dụng nha quý anh chị. Có dán phim cách nhiệt, có đầy đủ hết rồi. Xe này thì em thấy là mình mua về thì mình chỉ có sang tên rồi mình đi thôi, chứ cũng không cần phải thêm phụ kiện gì nhiều đâu ạ. Này cửa nè, em quên quay cái cốp sau rồi. Để tí hồi em quay lại em quay keo chỉ cốp sau cho mình ha. Đây keo chỉ nè. Đây cái cần số nè quý anh chị, 13.000 cây. Đây là đúng 13.000 cây nha quý anh chị. Khi mà em mua xe tại nhà của khách á thì em có chập luôn cả cái km cho quý anh chị xem. Khi mà mình ghé qua nhà em mình mua xe thực tế á. Đây là 5 vỏ rin và sơ cua chưa xài và đăng kiểm còn tới tháng 3 2025. Và xe có bảo hiểm thân vỏ luôn nha quý anh chị. Thường thì tất cả các xe thì em mua xe ngay chủ, một đời chủ mua mới từ đầu á quý anh chị. Cái bộ ghế da là từ hồi lúc mua mới tới nay á quý anh chị, bọc từ lúc đó tới nay.
13.000 cây đây. Chị chủ là làm ở bên ngân hàng á, làm quản lý ở bên ngân hàng SCB. Đây, em quay keo chỉ ha. Keo chỉ nào quý anh chị. Nguyên bản nguyên riêng nhau quý anh chị. Rồi em tới phần máy cho mình xem ha. Các cái tem nào quý anh chị, nó mới vậy đó, xe rất là ít sử dụng, tại vì chị chủ á là làm ở ngân hàng, thành ra là ở cũng ở trung tâm Sài Gòn á quý anh chị, nên thành ra là đi xe máy cho nó tiện. Xe này thì chỉ có đi du lịch thôi, chở ba đứa con đi du lịch vòng vòng thôi quý anh chị, nên rất là ít đi nha. Thôi anh chị xem keo chỉ là nguyên bản nguyên riêng, máy móc nè, cần ke lắm, bảo dưỡng rất là đều nha. Chủ xe ở Thủ Đức á quý anh chị. Quý anh chị có xe cần bán hoặc là cần trao đổi xe thì cứ alo em nha, em sẽ báo giá và định giá cho quý anh chị. Home Auto, xe đẹp dành cho thượng khách, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video ạ.